Câu chuyện hôm nay sẽ bắt đầu từ bức hình minh họa rất quen thuộc này. Bức tranh này ra đời vào năm 1965, nó thường xuyên xuất hiện cùng với thuyết tiến hóa của Darwin. Nhiệm vụ chính của nó có thể là khiến chúng ta hiểu rằng nó đang miêu tả vượn từng bước như vậy tiến hóa thành người. Nhưng trên thực tế, bức ảnh minh họa này còn đang hỏi thuyết tiến hóa một vấn đề. Nói một cách đơn giản thì vấn đề này chính là trong hình có 15 chủng loại giống người, tại sao 14 loại đều tuyệt chủng mà chỉ có duy nhất con người chúng ta còn sống sót? Nhìn sơ qua bức ảnh này, hình ngoài cùng bên tay trái gọi là Priopithecus, tiếng Hy Lạp có nghĩa là vượn Pliocene, được cho là tổ tiên của tất cả giống người. Giống người ở đây là chỉ các chủng người, chủng tinh tinh và vượn. Loại tiếp theo gọi là Procancer là tổ tiên của người và vượn trong giống người. Ở giữa có vượn người phương Nam, được cho là ông nội của chúng ta. Người đứng thẳng được coi là chú, người Neanderthal được coi là anh em họ. Còn người Cro-Magnon thuộc người tinh khôn được cho là anh em của chúng ta. Phía cuối bên phải chính là chúng ta, gọi là người hiện đại, cũng là người tinh khôn. 15 chủng giống người này có 14 loại đều đã tuyệt chủng. Trên trái đất hiện nay bất kể là màu da nào thì chúng ta là một chủng người. Trên trái đất đều không còn tồn tại anh em của chúng ta nữa rồi. Thế nhưng các loại động vật khác, ví dụ các loài sói, các loài mèo, các loài khỉ, chúng đều là có anh em cùng tồn tại trên trái đất này. Tại sao con người lại đặc biệt đến như vậy? Từ năm 1965, vấn đề mà bức tranh này đưa ra thì cho đến tận ngày nay vẫn chưa có một ai đưa ra được đáp án chính xác. Có khoa học gia nói là do chúng không thông minh như chúng ta, dung lượng não bộ không đủ. Còn có khoa học gia nói là do không đủ cường tráng, lực nhẫn nại không được, còn thích ăn thịt đồng loại. Lại còn có khoa học gia nói họ không biết buồn chuyện, khả năng ngôn ngữ không được, không thể hiểu được các sự vật hư cấu, không có tính tổ chức. Liên quan đến việc này, có rất nhiều học thuyết ở trong đó. Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về 5 điều nếu Darwin còn sống chắc sẽ không muốn bạn biết. Biết đâu bạn có thể sẽ phát hiện ra thắt nút gì đó từ đây. Xin chào các bạn, mình là Miss Ruby. Khoa học gia nói, dung lượng não bộ to nhỏ có thể phản ánh sơ bộ chỉ số IQ cao thấp. Dung lượng não bộ càng lớn, IQ càng cao. Vậy thì người Boskop với bộ não to như thế này khiến cho bạn nghĩ đến điều gì? Có giống với chủng tộc ngoài hành tinh Protoss trong phim khoa học viễn tưởng? Liên quan đến câu chuyện về người Boskop thì đại khái như sau. Mùa thu năm 1913, có hai người dân làng nọ đang đánh nhau, địa điểm tại Boskop, Nam Phi. Hai người vừa nhảy xuống mương bắt đầu đánh, kết quả dẫm phải một số mảnh xương vỡ giống như xương người. Cả hai đột nhiên trở nên căng thẳng và cũng thôi không đánh nhau nữa. Hai người này lau chùi cẩn thận rồi quan sát mới phát hiện đây là một chiếc đầu lâu. Ngày hôm sau họ đã đưa những mảnh xương vỡ này đến bảo tàng thành phố cảng Elizabeth giao cho người phụ trách đi giám định. Người phụ trách nhà tự nhiên học Fitzsimon nói đây có thể là hóa thạch của người cổ đại thần bí nào đó mà tự bản thân ông cũng không thể xác định được, nên đã tìm đến một nhà cổ sinh vật học Sidney Horton. Nhà cổ sinh vật học này sau 2 năm nghiên cứu, đến năm 1915 thì công bố ra bên ngoài một phát hiện rằng dung lượng não bộ của tộc người cổ thần bí Boskop này rất lớn, khoảng 1830cc đến 2030cc. Người bình thường là 1370cc, còn thiên tài như Einstein thì lớn hơn chút, 1450cc. Không lâu sau đó, hai nhà giải phẫu học người Anh do quá bị cuốn hút bởi sự kiện này đã đến tham gia nghiên cứu hộp sọ. Họ đã phục hình ra dáng vẻ hộp sọ, đồng thời xác định được dung lượng não bộ chính xác là 1980cc. Con số này thực sự giống như đang kể một câu chuyện cười. Cảm giác như người Boskop nhìn Einstein, tương tự như con người chúng ta nhìn khỉ vậy. Lúc đó, một nhà nhân loại học, triết học nổi tiếng Lauren Isley, sau khi nhìn thấy phục chế của hộp sọ người Boskop, đã để lại một đoạn như sau. Đây là dáng vẻ của người tương lai, đầu to mắt nhỏ, răng nhỏ, họ thông minh hơn bạn. Hóa ra, người tương lai chính là sống ở Nam Phi, nhưng ít nhất là Nam Phi của một vạn năm trước. Hóa ra, tại các nơi ở Nam Phi đều đã tìm thấy hóa thạch người cổ tương tự như vậy. Đến năm 2008, hai nhà thần kinh học lại một lần nữa nhấn mạnh trong sách của mình Đại não, nguồn gốc và tương lai trí thông minh của con người rằng người Boskop rất thông minh, chỉ số IQ trung bình của họ có thể đạt đến 180, Einstein là 146.
các khoa học gia hiện đại không có cách nào giải thích được sự tồn tại như cái bug này của người Boskov, đành nói họ thực ra là sự biến dạng của chủng người hiện đại mà thôi. Họ thuộc chủng tộc Kapoi. Tạm thời để các kết luận của khoa học gia sang một bên, chúng ta cùng phát huy trí tưởng tượng của mình một chút. Con người dùng thời gian 12.000 năm từ xã hội nguyên thủy để đạt được trình độ khoa học kỹ thuật như hiện nay. Vậy con người Boskov thần kỳ kia thì sao? Kể cả những người khiếm khuyết trong số họ đều có thể giống Einstein. Vậy nếu như họ, cho dù chỉ bắt đầu sớm hơn chúng ta 10.000 năm, vậy thì hiện nay sẽ đạt đến đỉnh cao công nghệ như thế nào đây? Có khi đạt đến cấp độ sao Genus rồi chứ? Vì thế, có lẽ nào thực sự có một nhóm người Boskov nơi sao Genus kia đang âm thầm quan sát con người chúng ta. Xem ra, chủng tộc ngoài hành tinh Protoss trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có thể không phải là không có căn cứ. Đây là những hộp sọ người thật khai quật được tại khu vực Paracas, Peru. Các bạn hãy quan sát ảnh phục chế của những bộ đầu lâu này, các bạn đang nghĩ đến điều gì? Câu chuyện đằng sau nó tương đối khó tin, chúng ta sẽ giới thiệu ngắn gọn một chút về nó. Năm 2014, một người đam mê tìm hiểu về người ngoài hành tinh tên là Masuli phát biểu rằng mình đã đem một số mẫu hộp sọ của người Paracas gửi đến 3 phòng thí nghiệm độc lập tại Bắc Mỹ để thử nghiệm. Một ở Canada, 2 ở Hoa Kỳ, cả 3 phòng thí nghiệm đều đưa ra kết luận như nhau. DNA thi thể mẹ của mẫu vật có nguồn gốc từ lưỡng hà, DNA thi thể bố của mẫu vật có một số đột biến không thuộc nhân loại. Những người yêu thích và am hiểu về người ngoài hành tinh từ hai kết luận trên đã thêm manh mối biên niên sử trái đất, tạo nên một câu chuyện vô cùng kinh ngạc. Họ nói rằng những chiếc đầu lâu này đều là hậu duệ của người Anunnaki, mẹ của họ đều là người Mesopotamia, cha đều là người ngoài hành tinh đến từ Nibiru. 2.000 năm trước, người Anunnaki từ Cozumel đến Nam Mỹ, họ đã xây dựng lên thành trì cuối cùng tại đây. Điều này giống hệt với dự ngôn của Sitchin viết trong Trái đất biên niên sử. Hộp sọ Paracas chính là chứng cứ khảo cổ của người Anunnaki. Thực ra từ sớm năm 1928, các nhà khảo cổ học đã phát hiện những hộp sọ Paracas này. Thế nhưng khoa học gia nói, những hộp sọ này đều là người địa phương bị biến dạng. Cách đây 800 đến 2.000 năm lịch sử, người địa phương cổ đại có tập tục làm sọ của trẻ nhỏ dài ra. Nhưng người yêu thích và hiểu biết lĩnh vực lên tiếng một lần nữa, rằng đây vốn không phải biến dạng. Biến dạng không thể nào làm cho dung lượng não bộ biến thành lớn hơn được, mà dung lượng bộ não của những đầu lâu này to hơn con người bình thường ít nhất 25%. Ngoài ra họ còn đưa ra những bằng chứng càng xác thực hơn nữa. Hộp sọ của người bình thường được tổ hợp bởi 2 mảnh, nhưng hộp sọ này rõ ràng từ 3 mảnh tổ hợp thành. Vì thế về căn bản không phải là con người bình thường. Chuyện còn khó tin hơn nữa vẫn chưa hết. Vào năm 2017, người yêu thích và am hiểu còn công bố đã phát hiện một số xác ướp người ngoài hành tinh có liên quan đến người Paracas, được gọi là người ngoài hành tinh ba ngón. Giống cái rất lớn, giống đực thì rất nhỏ. Trở lại với hiện tại, bạn nghĩ thế nào về người Paracas? Họ là phản ánh của người Boskov, chứng cứ của Anunnaki sao, hay chỉ là một trò lừa bịp? Chúng ta hãy cùng đem những vấn đề này tiếp tục tìm hiểu nhé! Trên các đảo nhỏ miền nam Indonesia luôn có truyền thuyết về Ebugogo. Tương truyền rằng trong rừng sâu có một nhóm người lùn thần bí, trông giống người bình thường, chỉ có điều chiều cao của họ chỉ bằng một nửa con người. Mỗi một bước đi bộ thì thân người của họ lại bị lệch sang bên trái hoặc bên phải. Họ rất ham ăn, tàn nhẫn, thích ăn thịt sống, thậm chí còn cắn đứt ngón tay của người thường. Nhìn họ có dáng vẻ xem ra rất đáng thương, lúc nào cũng thỏ thẻ như cô gái nhỏ. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bị vẻ đáng thương của họ đánh lừa. Họ được gọi là Ebugogo, ý nghĩa là bà nội gì cũng ăn. Kể từ những năm 1970, khoa học gia luôn muốn tìm ra loài khỉ trên đảo mà trong truyền thuyết nói đến rốt cuộc là loại nào. Đến năm 2004, trên hòn đảo nhỏ mang tên Floris đã có một phát hiện đáng kinh ngạc. Tháng 10 năm đó, nhóm nghiên cứu khoa học của Indonesia kết hợp với Úc đã tìm thấy hài cốt của 7 người lùn trong một hang động có tên Deang Bua. Thân người không quá 1 mét, không thuộc bất cứ loài đã được biết đến nào. Đây là một chủng người cổ đại rất kỳ bí. Ước tính sơ bộ rằng họ đã sống vào khoảng 1,2 vạn đến 9,5 vạn năm trước đây. Nói cách khác, chủng người lùn kỳ bí này rất có khả năng đã từng sinh sống với tổ tiên người hiện đại một quãng thời gian rất dài. Xem ra, truyền thuyết về Ebugogo trên đảo vốn không phải không có căn cứ.
Sau đó, trong một lần diễn giảng công khai, đội nghiên cứu đã trực tiếp gọi họ là người Hobbit, bởi vì từ góc độ nghiên cứu khoa học, họ thật sự rất giống với người Hobbit được biết đến rộng rãi tại phương Tây: lành lợi, thân hình thấp bé, biết dùng lửa, biết sử dụng đồ đá tinh xảo, bàn chân thẳng, mảnh, có thể đi đường dài rất tốt. Thùy trước trán về cơ bản là giống với con người, thậm chí rất có thể còn có hệ thống ngôn ngữ tương đối thành thục. Điều ảo diệu nhất là hòn đảo Floris, nơi phát hiện họ, lại cũng là nơi phát hiện rồng Komodo. Nó rất lớn, là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, con lớn nhất được phát hiện dài 3,3 mét. Các dấu tích hóa thạch còn cho thấy những người lùn này còn từng săn rồng Komodo trên đảo. Lẽ nào đây chính là người Hobbit và rồng khổng lồ trong đời thực? Trong thuật ngữ khoa học, những người lùn này được gọi là người Floris. Các khoa học gia từng suy đoán rằng họ từng chiếm lĩnh phần lớn trái đất, cạnh tranh lâu dài với người hiện đại. Hơn nữa, họ rất có khả năng đến tận 1 vạn năm trước vẫn còn sinh sống trên các đảo ở Indonesia với lượng lớn. Thế nhưng, nghiên cứu mới nhất mấy năm nay lại nói rằng có khả năng họ đã tuyệt chủng hoàn toàn từ 5 đến 7 vạn năm trước. Nguyên nhân tuyệt chủng là do sự phun trào siêu núi lửa tại Indonesia đã dẫn đến sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Trong trận thảm họa này, người hiện đại trên toàn thế giới có khả năng chỉ sót lại khoảng 2 vạn người. Tìm hiểu về người lùn kỳ bí xong, chúng ta sẽ đến tiếp với chủng người khổng lồ kỳ bí. Tương truyền rằng, rất lâu trước kia trên Thái Bình Dương có lục địa mù. Trên lục địa mù có nền văn minh người khổng lồ. Văn minh người khổng lồ có một thủ đô nằm dưới chân núi cao phía cực Tây địa lục mù. Sau đó địa lục mù bị nhấn chìm không còn nữa. Lãnh thổ của nó đã trở thành nhiều hòn đảo nằm rải rác trên ven biển Thái Bình Dương xanh biếc ngày nay. Ngọn núi cao nơi thủ đô của nó sở tại chính là Đài Loan hiện nay. Trên thực tế, vào năm 2008, một ngư dân Đài Loan đã vớt được một hóa thạch hàm dưới của người cổ đại tại khu quần đảo Phớng Khú. Ngư dân đã bán hóa thạch này cho một nhà sưu tầm. Nhà sưu tầm đã tìm đến chuyên viên nghiên cứu tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên. Chuyên viên nghiên cứu lập tức đã đưa ra 2 phán đoán. Một là hóa thạch này thuộc một loại người cổ đại thần bí nào đó, xương hàm dưới rất lớn, răng cũng rất to, xem ra họ là một chủng người khổng lồ nào đó. Hai là hóa thạch này không phải trôi dạt đến do các dòng hải lưu, mà họ chính là con người cổ đại sinh sống tại Phớng Khú. Rất nhanh sau đó, mảnh hóa thạch này đã được đặt tên là Phớng Khú One. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được kết luận, tạm thời đặt tên là người nguyên thủy Phớng Khú Homo Titanogenes. Có một số khoa học gia nói rằng người nguyên thủy Phớng Khú thuộc người cổ đại sống chủ yếu ở Đông Á, người đứng thẳng, là anh em với người Bắc Kinh, người Nguyên Mưu, thân hình vốn không cao lớn khoảng 1,6m, nặng 60kg, cũng tương tự như người hiện đại. Có một số khoa học gia lại nói rằng họ là người tiền sử thời kỳ kỷ băng hà hơn 40 vạn năm trước, từ lục địa châu Á đến Đài Loan tị nạn. Đài Loan lúc đó là một thiên đường ngoài trời với số lượng lớn voi, trâu, khí hậu dễ chịu. Nhưng cũng có nhà khoa học cho rằng họ là một chủng người cổ đại hoàn toàn mới, bởi vì xương hàm dưới của họ rất giống với loài linh trưởng lớn nhất, vượn lớn. Vì thế cho rằng họ là chủng người cổ đại khổng lồ, khác với tất cả mọi chủng người cổ từng được biết đến. Thân hình của họ rất lớn, có thể dễ dàng săn bắt voi, trâu, thậm chí có thể băng qua các vùng biển cạn và sông băng. Hiện nay, mảnh hóa thạch Phớng Khú One này đang được đặt tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên. Nếu bạn nào quan tâm, chúng ta cũng có thể đi tham quan Đài Loan một chuyến, bảo đảm các bạn sẽ vô cùng hài lòng. Liệu người nguyên thủy Phớng Khú có phải là người khổng lồ trên địa lục mù trong truyền thuyết? Cũng giống như minh chứng người lùn trong truyền thuyết Indo vậy. Có thể vẫn còn rất nhiều hóa thạch của người nguyên thủy Phớng Khú còn nằm dưới đáy biển kia đợi chúng ta đi khám phá bí ẩn này. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với chủng người cổ đại cho đến ngày nay vẫn có lưu lại ít nhất 2% gen trong cơ thể mỗi người chúng ta. Thời gian quay trở về năm 1860, cuốn Nguồn gốc các loài của Darwin đang rất hot. Lúc này, tại Coron, Đức, trong thung lũng Neanderthal liên tục khai quật được nhiều bộ xương người thần bí. Chúng có xương chân mày nhô ra, trán nghiêng, xương bàn tay, bàn chân rất chắc, ngay cả đến xương ngón tay cũng khác người bình thường. Lúc đó, thuyết tiến hóa đang lên ngôi, con người ta vẫn chưa có khái niệm đối với người cổ đại.
Thế nhưng, những bộ xương bí ẩn này cùng với học thuyết của Darwin đang tác động đến niềm tin của người châu Âu. Hóa ra, trên trái đất chúng ta trước đây còn có người cổ đại sinh sống. Sau đó, các khoa học gia đã đặt tên cho chủng người cổ đại này là người Neanderthal. Từ người Neanderthal, chúng ta chủ yếu phát hiện 10 điều khá kinh ngạc. Thứ nhất, 7 đến 10 vạn năm trước khi tổ tiên trực tiếp của chúng ta, người tinh khôn, vẫn còn đang săn đuổi linh dương trên thảo nguyên ở châu Phi, thì người Neanderthal đã đang săn voi ma mút ở châu Âu và Trung Đông. Thứ hai, người Neanderthal rất giống với người châu Âu, tóc vàng, tóc đỏ, da trắng. Nhưng vài năm gần đây, nghiên cứu về gen lại nói rằng người Đông Á dường như còn mang nhiều gen người Neanderthal hơn người châu Âu. Thứ ba, dung lượng não của người Neanderthal lớn hơn người hiện đại, khoảng 1600cc. Người hiện đại trung bình là 1370. Nói cách khác, họ rất có khả năng thông minh hơn chúng ta. Thứ tư, người Neanderthal có thể không có lông mày, chỉ có xương mày, cũng không có cằm nhô ra. Thứ năm, người Neanderthal có dùng động vật để hiến tế, dường như do sùng bái một loại tôn giáo nguyên thủy nào đó. Thứ sáu, người Neanderthal biết chăm sóc người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ, có dấu hiệu sơ khai của nền văn minh. Thứ bảy, người Neanderthal biết âm nhạc, hội họa, trong văn vật khai quật được cũng tìm thấy những bức bích họa hay ống sáo làm bằng xương của người Neanderthal. Thứ tám, họ thích ăn thịt, nhưng sau này bị người Cro-Magnon ép chỉ được ăn rêu và nấm và còn cả đồng loại của mình. Người Cro-Magnon ban đầu chúng ta có nhắc đến chính là chủng người tinh khôn được cho là anh em với người hiện đại đã bị diệt chủng. Thứ 9, người Neanderthal và người Cro-Magnon tương ái, tương sát, cùng ăn thịt đối phương và cũng cùng sinh con đẻ cái. Thứ 10, khoảng 5,5 vạn năm trước, khi thời kỳ kỷ băng hà kết thúc, kết cấu cơ thể người Neanderthal như lỗ mũi to chịu lạnh, nhiều mỡ, tóc dày trở nên vô cùng khó chịu, thời tiết ngày càng nóng. Cuối cùng, người Neanderthal lần lượt bị chủng người có kết cấu càng hợp để chiến đấu vào mùa hè hơn là người Cro-Magnon và người hiện đại tàn sát, đuổi cùng giết tận. Khoa học gia nói, dựa vào số lượng lớn vết thương để lại trên xương của người Neanderthal, có thể phán đoán, có khả năng là họ không biết sử dụng vũ khí ném. Người hiện đại và người Cro-Magnon là sử dụng lao, cung tên và ném đá để tiêu diệt họ. Khi người Neanderthal bị ép đến đường cùng, đã xuất hiện tình trạng số lượng lớn ăn thịt đồng loại. Mặt khác, dung lượng não bộ của người Neanderthal mặc dù rất lớn, rất thông minh, nhưng cấu trúc đường âm thanh của họ có thể đã hạn chế sự phát triển về ngôn ngữ. Ngôn ngữ đơn giản lại hạn chế sự trao đổi tư tưởng giữa họ, từ đó không thể nào phát triển nền văn minh, đồng thời cũng hạn chế sự hiểu biết của họ đối với các sự việc hư cấu, khiến họ không thể tổ chức các hoạt động phối hợp trên quy mô lớn. Điều đáng kinh ngạc là người Neanderthal đã từng sinh rất nhiều con với chúng ta, lưu lại rất nhiều gen. Ví dụ, gen chịu lạnh của chúng ta cũng đến từ người Neanderthal. Hiện nay, chúng ta có thể mắc các bệnh như trầm cảm, dị ứng, đông máu, tiểu đường, các vấn đề về đường tiết niệu. Những vấn đề này đều do gen người Neanderthal ẩn chứa trong cơ thể của chúng ta. Khoa học gia còn nói rằng hiện tượng hồi tổ của chúng ta có khả năng chính là hồi lại tổ tiên người Neanderthal này. Trong gen người Mông Cổ và người da trắng, thậm chí cao nhất có 45% đến từ người Neanderthal. Ví dụ, võ sĩ chuyên nghiệp người Nga Nikolai Velunay và hơn 100 năm trước có một đồ vật chuyên nghiệp người Pháp Maurice Tillet. Họ đều được gọi là hóa thạch sống gần nhất với người Neanderthal. Mọi người hãy nhìn sự so sánh giữa hai hóa thạch sống này với người bình thường. Thực sự không thể nghĩ ra được làm thế nào mà 5,5 vạn năm trước chúng ta có thể tiêu diệt được người Neanderthal. Không hiểu sao khi làm xong tập này, trong lòng tôi lại nảy sinh hai vấn đề. Một là, nếu như những gì chúng ta được học, được dạy, thì con người đáng lẽ càng ngày phải càng tiến hóa. Và đến người hiện đại chúng ta đã là tiến hóa nhất rồi. Thế nhưng tại sao nếu căn cứ vào bằng chứng thực tế được phát hiện thì dường như không phải như vậy, mà thậm chí còn ngược lại. Và một thuyết tiến hóa không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh như vậy lại được bày trong sách giáo khoa để dạy bao lớp người. Còn những sự thật rành rành ngay trước mắt thì được bày ở đâu đây? Hai là, đến bản thân Darwin còn từng nói một câu rằng, nếu như thuyết chọn lọc tự nhiên của tôi phải dựa vào quá trình tiến hóa đột biến mới có thể giải thích được, thì tôi sẽ quẳng nó đi như một đống rác. Vậy các bạn thì nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.